chết để trốn việc. Một chú ngựa láo cá đã nghĩ ra cách khéo léo để tránh phải chở khách mỗi khi có người ngồi lên lưng định cưỡi. Đó là lăn giá đất giả chết. Đó là chú ngựa có tên Jin Sang, hiện đang sống tại một trang trại ở Hàn Quốc. Đoạn video quay cảnh Jin Sang liên tục lăn đùng ngã ngửa ra đất mỗi khi có ai đó định cưỡi lên lưng, khiến nhiều người bật cười vì hài hước. Đôi khi, Jin Sang giả chết tài tình tới mức những ai lần đầu tiếp xúc đều giật mình tưởng thật. Nhưng chỉ khi thấy người định cưỡi rời khỏi, chú ngựa lém lỉnh lại đứng bật dậy như không có chuyện gì xảy ra một người dân địa phương gần trang trại cho biết, họ vốn biết tính cách của chú ngựa này, cũng nhờ điều này mà Jin Giang trở nên nổi tiếng. Cũng theo hình ảnh từ video, người xem có thể thấy Jin Giang cố ý dơ cả bốn vó lên trời và lăn giá an vạ dưới đất khi có người định tới cưỡi. Họ mang cả chậu cà rốt tới rủ rỗi nhưng không khiến chú ngựa láo cá này thay đổi ý định. Đoạn video giả chết của Jin Giang hiện đang thu hút cả triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều bình luận cho rằng, chú ngựa rất thông minh và thậm chí cả khiếu hài hước.